Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại công ty ô tô Quỳnh Châu Phát. Thì công ty ô tô Quỳnh Châu Phát đang mới về một sản phẩm xương ba trục 45 feet, sản xuất 2018. Xương rất là thẳng, cũng rất là mới nha. Đã qua sử dụng nha mọi người. Thì xương ba trục 45 feet mới của Taiyuan Kỷ Nguyên nhập về thì còn không còn xa lạ tới người tiêu dùng, anh em chạy đường dài Bắc Nam nữa. Một cái sản phẩm rất là đẹp, cứng cáp, xương sẩu, độ chịu độ đồng hồi cao, và nó cái giá thành mà khi mà mua mới á, cũng rất là mắc tiền, mắc hơn những dòng sản phẩm khác, thì cái chất lượng mang lại cũng cao hơn những cái sản phẩm khác. Đây là sản phẩm xương ba trục 45 feet, đây là chất lượng vỏ của nó nha. Vỏ thì sử dụng là 12 vỏ không ruột, 12R2.5 với cái mâm là mâm không ruột nha. Còn vỏ nó vỏ như thế này nha mọi người, 12 vỏ. Vỏ là mang thương hiệu Saloon, đã qua sử dụng, còn ác nhiếp thì còn nguyên. Mọt này thì được tải trọng lên tới 32 tấn 9, 32 tấn 9 nha mọi người. Sát nặng lên tới là, sát nặng là 6 tấn 1. Con mót này thì đã qua sử dụng rồi, xuất qua đường được khoảng 65 triệu đó, mọt của Quỷ Nguyên nha mọi người ơi. Đấy, chất lượng mọt như thế này cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Mình quay vỏ bên đây, mọt thì chưa có dấu hiệu là đâm đụng té ngã, xương hai thanh đà thì còn thẳng thắn nha, còn rất là thẳng. Vỏ lót như thế này. Giá cả thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0932 795 695 hoặc là số điện thoại là 0981 82 3539. Đây là lốp kê, xương sẩu còn thẳng nha. Giá thì tùy theo thời điểm, còn riêng chất mọt, chất lượng mọt như thế này đây, trục vẫn sử dụng là trục Fuwa. Fuwa nha mọi người. Đây, ác kéo nhỏ, ác kéo xào bu lông nha, lông mà thể mình tháo rời được. Rồi, chất lượng mọt đây còn rất là thẳng thắn, ác thì còn nhiều nha mọi người, không còn phải đi đóng ác lại hay gì hết, mọt thì đang hoạt động hết luôn. Hồ sơ thì mình bao rút, bị số thì ở Sài Gòn rồi, nhưng mà nếu mà anh em về tỉnh thì mình bao rút hồ sơ. Cản kiết thì còn đẹp, không có gãy hay là mắc nữa nha. Đèn thì còn sử dụng tốt. Một đây thì chạy đường dài Bắc Nam nha anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ tới số điện thoại là 0932 795 695 0981 82 3539. Truy cập website www.xe.com hoặc là website otoquinhphat.com để có những thông tin chi tiết hơn. Mọt này thì được thiết kế là 1, 2, 3, 4, 5, 10 khóa gù nha mọi người. 10 khóa gù. Sử dụng thép T700 của Taiyuan Kỷ Nguyên, một con voi. Nhắc đến một con voi thì anh em khỏi phải suy nghĩ về chất lượng rồi. Thì như bàn về giá thôi. Chất lượng qua sử dụng nó còn rất là mới nha, sản xuất 2018 nha mọi người. Anh em quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại của mình nha, ngay bên dưới nha. 0932 795 695 0981 82 3539. Nếu trao đổi thu mua thì mình hãy liên hệ tới số điện thoại mình. Mình đều thu mua hết tất cả những sản phẩm cũ đã qua sử dụng, hoặc là trao đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới nha mọi người. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người với những clip mới và những sản phẩm mới nha mọi người ơi. Cảm ơn anh em.